Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 19 tháng 10 năm 2021 về việc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội rút thông tin đề xuất học sinh đi học từ 25 tháng 10 trao đổi với ông Trần Thế Cương. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết rút thông tin đề xuất cho học sinh Hà Nội quay lại trường học từ ngày 25 tháng 10 như một số báo chí đăng tải. Cụ thể theo ông Cương, phương án đề xuất cho học sinh đi học từ ngày 25 tháng 10 được đưa ra trước đó nhưng đã bị bỏ. Chúng tôi đã rút lại hoàn toàn văn bản này và đang đợi phương án mới. Do đó, thông tin trên hoàn toàn không chính xác. Ông Cương nói, phương án mới mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất cho học sinh đến trường sẽ như thế nào? Ông Cương cho hay, hiện đang phải chờ đánh giá mức độ dịch theo các cấp độ 1,2 của các xã. Dựa trên đánh giá đó mới xây dựng phương án cho học sinh đi học như thế nào trước đó. Báo chí đăng tải thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban Nhân dân thành phố 4 phương án để xem xét phê duyệt cho học sinh một số khối lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn thành phố trở lại trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin này, phương án 1 đối với 18 huyện và thị xã học tại trường gồm toàn bộ học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Học sinh 12 quận học tại trường gồm học sinh các khối lớp 5, lớp 6, lớp 9, lớp 10, lớp trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên. Học trực tuyến tại nhà gồm các khối lớp 1, 2, 3, 4, 7, 8, địa bàn 12 quận, các trường có vốn đầu tư nước ngoài. Các trung tâm ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy tiếp tục nghỉ tại nhà. Cấp học mầm non thời gian thực hiện từ ngày 25 tháng 10 năm 2021. Phương án 2, học sinh đi học tại trường gồm học sinh các khối lớp 5, lớp 6, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên toàn thành phố. Học trực tuyến tại nhà gồm các khối lớp 1, 2, 3, 4, 7, 8, các trường có vốn đầu tư nước ngoài. Các trung tâm ngoại ngữ tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài được hoạt động giảng dạy trẻ mầm non tiếp tục nghỉ tại nhà. Thời gian thực hiện từ 25 tháng 10, phương án 3, Hà Nội đề xuất học tại trường gồm toàn bộ học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn thành phố.